Hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà, khi về phố thị nở đầy hoa, người yêu ra đón cùng con nhỏ. Chào chú đi con, bạn má nè. Anh em thấy chưa, hai năm trôi qua như chó cắn, quay đi quay lại mất luôn em bồ. Vậy còn hai năm trong thế giới Overlord thì sao? Liệu người dân của Thánh Quốc có chiến thắng trong game sinh tồn trong khoảng thời gian này hay không? Có lẽ anh em cũng đoán được rồi, chỉ có một con đường duy nhất đó là đường cùng. Nhưng luôn luôn có những người với bàn tay ấm sẵn sàng chìa ra giúp đỡ những quốc gia thiếu dân chủ. Vậy người ấy là ai? Anh em hãy cùng HD Tập theo dõi video hôm nay rồi sẽ rõ. 1, 2, 3, get go! Sau khi phái đoàn quay trở về nhà trọ, không ngoài dự đoán của Nea, đội trưởng ngay lập tức mắng chửi cô xối xả. Remedios không quan tâm đến thành quả mà chỉ tập trung vào hành động liều lĩnh của nữ cận vệ. Và như thường lệ, đội phó lại đứng ra bảo vệ cô gái bé nhỏ. Còn Nea thì không dám phản biện lại mà chỉ biết xin lỗi và nhận hết trách nhiệm về bản thân. Vậy những người khác lúc đó không phản ứng gì mới là đúng sao? Chả lẽ họ định chờ 3 năm thật sao? Chắc chắn không phải vậy, chỉ là những Paladin kia quá nguyên tắc và không đủ dũng cảm để nói ra. Chính Remedios cũng không hài lòng với thỏa thuận hàng năm chờ đó nên trút hết bực tức lên đầu Nea. Gustav đứng ra cảm ơn Nea thay cho đội trưởng, rằng cô ấy không có ác ý gì, khẩu xa tâm Phật bla bla, nhưng đó chỉ là lời nói xã giao của đội phó, trẻ con còn chẳng tin. Gustav gợi ý Nea nên ra ngoài đi dạo để tạm thời tránh mặt Remedios, nhưng Nea biết đi đâu đây, thôi kệ, cứ đi rồi sẽ đến. Khi đi trên phố, bỗng nhiên có một giọng nói Nea không thể nào quên vang lên trong đầu cô, đó là của vua pháp thuật. Nhưng Nea không thể thấy đức vua, giọng nói của ông ấy hướng dẫn Nea vào một con hẻm vắng và cô ấy ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn. Khi thấy xung quanh không có ai và Nea cũng đã nhận ra mình, vua pháp thuật mới lộ diện. Nea lập tức hành lễ trước đức vua. Vua pháp thuật nói có chuyện riêng muốn bàn với đội trưởng nên mới bí mật tới đây một mình. Ông ấy muốn Nea giúp mở cửa sổ phòng phái đoàn để có thể lặng lẽ vào theo lối đó. Đức vua định ám sát đội trưởng sao? Không, ông ấy vốn không cần phải đợi đến lúc này. Sau khi cảm nhận được phong thái của một bậc đế vương, Nea có thể tin người trước mặt mình chính là vua pháp thuật hàng Real. Không mất nhiều thời gian để Nea quyết định nghe theo lệnh của đức vua. Thậm chí ông ấy còn cảm ơn Nea vì điều đó và xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới thời gian thư giãn của cô. Đứng ở vị thế một cận vệ như Nea, cô vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Chính sự tử tế của Ains đã vô tình góp phần không nhỏ tạo ra một fan cuồng của anh trong tương lai. Không muốn đức vua phải chờ lâu, Nea chạy thật nhanh về phòng của phái đoàn, bỏ qua các nghi lễ rườm rà, cô chỉ kịp thông báo vua pháp thuật muốn nói chuyện với bọn họ, rồi bước tới mở tung cửa sổ. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động có phần thô lỗ và nguy hiểm của nữ cận vệ. Riêng đội trưởng là ngay lập tức nổi cáu với cô ấy như mỗi khi có cơ hội. Như lần này không phải Gustav, mà là vua pháp thuật bất ngờ xuất hiện đứng ra đỡ lời cho Nea. Một Paladin giật mình định rút kiếm, may Nea nhanh trí ngăn lại kịp. Ace lịch sự xin lỗi về sự đường đột của mình và tự xưng danh một lần nữa. Ngay lập tức Nea quỳ xuống hành lễ khiến cho những Paladin khác bừng tỉnh và quỳ xuống theo. Ace nói rằng anh có việc riêng muốn bàn với phái đoàn. Remedios liền mời anh đến bàn họp. Nhận thấy cô bé cận vệ không được chỉ định tham gia cuộc hẹn nên Ace thắc mắc, đội trưởng đành phải để cô ấy tham gia cùng. Mặc dù bình thường Nea cũng không thích họp hành lắm nhưng sự có mặt của vua pháp thuật khiến cô lại có hứng thú tham gia. Không lòng vòng như Hải Phòng, Ace vào thẳng vấn đề. Anh muốn tiến cử một người có năng lực ngang với mùa mòn tới Thánh Quốc và bọn họ sẽ không phải chờ 2 năm nữa. Nghe qua thì kèo này khá thơm, nhưng xét trên độ quan trọng của vấn đề, phái đoàn chưa thể dễ dàng đồng ý. Ace bắt đầu tấn công thẳng vào các Paladin và những lập luận và phán đoán vô cùng chính xác về tình hình thực tế của Thánh Quốc. Rằng quân đội phía Bắc giờ chỉ hoạt động được như lính du kích trốn trong các hàng đá như fan MU, thỉnh thoảng ra gáy phát rồi lại vào. Tất cả phái đoàn đều sốc vì bị bắn trúng tim đen. Họ ngỡ rằng Nea đã tuồn thông tin cho đức vua nhưng cô cận vệ chỉ biết lắc đầu như trong ba. Vua pháp thuật bỏ qua cú sốc của Nea và mọi người, tiếp tục phân tích. Sức mạnh của phía Nam hiện nay vẫn không suy chuyển, thế nhưng phái đoàn đã không tìm đến họ để yêu cầu hợp tác, chứng tỏ có mâu thuẫn giữa lãnh đạo hai miền. Vì vậy, những người thất bại trong việc bảo vệ Thánh Hậu sẽ không có tiếng nói trong chính quyền mới. Những lời hứa về mặt vật chất của phái đoàn sẽ không có giá trị. Ngay cả những thứ quý giá nhất họ nắm trong tay hiện tại là thanh kiếm cũng không thể đem ra làm vật trao đổi, vì nếu chẳng may điều này lộ ra, những Paladin này sẽ nhận được chỉ trích nặng nề bất chấp kết quả đạt được. Chính vì vậy, trên buổi yết kiến, phái đoàn chỉ biết mỗi việc kể khổ. Vua pháp thuật phân tích một tràng mà tất cả chỉ im lặng không phản bác lại được, chứng tỏ ông ấy đúng hoàn toàn. Nea phục sát đất, chẳng lẽ đem vua pháp thuật lên bàn thờ để cúng? Nea đã từng được diện kiến Thánh Hậu nhưng chỉ là chào hỏi thông thường. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một đấng thống trị tối cao, người sở hữu những phẩm chất và tầm nhìn xa vượt tất cả. Kèm theo đó là một sức mạnh vô song, hay nói cách khác, một đấng toàn năng. Ấn tượng quá mạnh này tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong trái tim Nea. Cô cận vệ nhỏ dần thấm nhuần tư tưởng và đạo đức chúa Ains. Còn với vua pháp thuật, ông lại tiếp tục khiêm tốn nói rằng chuyện này quá đơn giản, ai cũng có thể phán đoán được để cho phái đoàn đỡ lúng túng. Cuối cùng chốt lại một câu là ông muốn các hầu gái quỷ của Jada Baoth. Tất cả mọi người kể cả Nea dường như bất động trước những lời kỳ quặc vừa được thốt ra bởi vua pháp thuật. Chắc họ đều nghĩ ông vua này có gu lạ nhỉ? Ông muốn mở quán Made Coffee hay là lập một harem hầu gái? Để tránh hiểu nhầm, Ains vội vàng giải thích. Trong buổi yết kiến anh cũng đã nhắc qua về các hầu gái quỷ rồi. Việc này để chuẩn bị trước cho cuộc nói chuyện này thêm phần tự nhiên. Vì không có ai ở đây hiểu biết về ma thuật nên Ains loài họ rằng Jada Baoth dùng ma thuật để thao túng các hầu gái quỷ.
Nếu anh có thể đánh bại Jadabaoth và nghiên cứu cơ chế đó, anh có thể cướp các hầu gái quỷ về tay mình để gia tăng sức mạnh quốc gia. Nhưng vấn đề là các hầu gái quỷ chưa hề xuất hiện tại Thánh Quốc. Có thể họ chỉ có mặt khi quỷ đế lâm nguy hoặc đã xuất hiện trong một hình hài khác. Thực ra họ chưa xuất hiện là vì Nazarick không muốn Thánh Quốc có quá nhiều ác cảm với họ. Như thế, khi Ens tranh danh nghĩa thu phục được các hầu gái quỷ, sẽ thuận tiện thực hiện kế hoạch hơn. Khi được hỏi rằng nếu hầu gái quỷ không xuất hiện, ngài sẽ làm gì? Ens đáp rằng anh cũng có thể thu phục các thuộc hạ khác của Jadabaoth hay lấy những chiến lợi phẩm vốn không thuộc về Thánh Quốc. Ngoài ra anh còn muốn Thánh Quốc tha thứ cho những thuộc hạ của Jadabaoth được anh thu phục. Điều này khiến Remedios tỏ ra bất mãn, nhưng cô chẳng thể phản đối vì không thể đưa ra thỏa thuận thay thế hợp lý. Phái đoàn sẽ làm gì? Đợi 2 năm à? Ngu như Philip còn chưa chắc từ chối, vậy mà Retadios định lưỡng lự. Mai Gustav chen vào xin hội ý kỹ thuật. Không đi đâu mà vội, Ens đồng ý cho đội trưởng và đội phó bàn bạc thêm, nhưng không mất nhiều thời gian để hai người họ quay lại với cái gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là thỏa thuận win-win dành cho Thánh Quốc. Điều đã chốt xong, vấn đề bây giờ Đức Vua sẽ cử ai thực hiện nhiệm vụ đó. Xa tận chân trời mà ngay gần trước mắt, đó chính là vua pháp thuật Ens Ogo. Một câu trả lời khiến toàn bộ phái đoàn rơi vào trạng thái not responding. Remedios thì hỏi trong sự bất ngờ, Đức Vua mạnh ngang Mormon ư? Ens đáp, mạnh hơn đấy chứ, chẳng lẽ anh lại trả lời thêm à? Tắt đẻ ra Mormon còn được thì lại sốc quá. Chỉ có Gustav đủ tỉnh táo để hỏi câu hỏi chính xác nhất lúc này. Liệu có ổn không nếu Đức Vua rời khỏi đất nước trong thời gian không xác định? Việc vua một nước thân chinh giúp đỡ nước khác cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Về vấn đề này thì Ens khoe có ma pháp dịch chuyển tức thời. Anh có thể di chuyển giữa hai địa điểm đã đi qua và chuyện hầu gái quỷ anh muốn đích thân ra tay. Còn sự thật là Ens muốn kiếm cớ đến Thánh Quốc ban phát dân chủ, à nhầm ban phát sự vĩ đại, cũng như truyền bá tư tưởng đạo lý của vua pháp thuật. Remedios nghe thế thì cũng xuôi xuôi rồi, bởi cô đâu có nghĩ nhiều sâu xa như Gustav đâu. Anh khẳng định thêm lần nữa rằng đây không phải trò đùa. Chỉ có anh mới có thể đánh bại Jadabaoth, anh cũng không đem theo quân đội vào lãnh thổ Thánh Quốc nên không phải lo. Nhưng nếu vua pháp thuật bị thương trong trận chiến với quỷ đế, đó sẽ là một rắc rối lớn cho ngoại giao giữa hai nước. Ens quả quyết rằng sẽ không có vấn đề gì, nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Trước khi Gustav nhiều lời thêm, Remedios cản anh ấy lại, đội trưởng đồng ý sự giúp đỡ trực tiếp của Đức Vua. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bỏ qua ý kiến của đội phó để đưa ra quyết định quyết đoán như vậy. Sau khi vua pháp thuật rời đi, Gustav chất vấn cấp trên, tại sao cô ấy dám tuyển vua một nước làm lính đánh thuê chứ? Câu trả lời của Remedios khiến tất cả rơi vào trầm tư. Quỷ dữ đối đầu với Undead, hai kẻ thù của thần thánh đánh nhau, dù kết quả ra sao thì Thánh Quốc cũng được hưởng lợi. Lý tưởng nhất là hai bên đồng quy vu tận. Nhưng mà nếu vua pháp thuật có gặp bất lợi trước Jadabaoth, cô sẽ tử tế mà không làm hại ông ta. Gustav lúc này sốc toàn tập. Nếu vua pháp thuật hy sinh, toàn bộ Undead ở đất nước này sẽ được giải phóng. Khi đó các quốc gia lân cận như Vương quốc, Đế quốc và Pháp quốc sẽ gặp họa. Nhưng Remedios mặc kệ, nếu thời khắc đó đến, các quốc gia kia có thể liên minh lại chống trả. Còn Thánh Quốc cho đến khi có thể khôi phục được sức mạnh sẽ đứng ngoài cổ vũ họ trong cuộc chiến đó. Dù sao sự tồn tại của Vương quốc Sorcerer cũng là chống lại nhân loại rồi. Đội trưởng cho thấy cô chỉ quan tâm đến lợi ích của Thánh Quốc mà không quan tâm đến người dân nước khác. Gương mặt Gustav cào lại, như thế sao gọi là chính nghĩa? Remedios khẳng định đó là chính nghĩa. Chỉ cần là vì lợi ích của quốc gia thì cô làm gì cũng đúng. Việc này cũng sẽ ngăn chặn mầm mống ác quỷ lan sang các quốc gia khác. Cô cũng mong cho Vương quốc Sorcerer chiến thắng vì đã hỗ trợ Thánh Quốc. Nea bắt đầu nghi hoặc, đây là ai? Đây có phải lãnh đạo hội Paladin của Thánh Quốc Remedios Custodio, người được nhắc đến như là thanh gươm công lý bên cạnh Thánh Hậu? Không dừng lại ở đó, Remedios tiếp tục muốn thảo luận thêm về việc lợi dụng vua pháp thuật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nea, cô liếc nhìn các Paladin khác và biết rằng họ cũng có cảm nhận giống cô, nhưng mà ai lợi dụng ai thì chưa chắc à nha. Remedios đúng là chỉ biết nghĩ ngắn, cô muốn tái chiếm thủ đô rồi tiêu diệt Jadabaoth, còn theo Gustav thì mục đích của vua pháp thuật là các hầu gái quỷ. Vậy thì hãy để Đức Vua chiến đấu với quỷ đế ở late game, khi mà họ đã giải phóng xong hầu hết đất nước và tiêu diệt lực lượng á nhân dưới trướng Jadabaoth. Như vậy trước tiên, họ cần tấn công các trại tập trung trước để tăng quân số, ngoài ra còn phải tìm và giải cứu hoàng tộc để làm con bài đối phó với miền Nam. Sau cùng Remedios quay sang Nea, ra lệnh cho cô đi theo tháp tùng vua pháp thuật và lôi kéo ông ấy. Thường thì Nea sẽ nhanh chóng nghe lệnh, nhưng việc này nằm hoàn toàn ngoài khả năng của cô, Gustav cũng không đồng ý với lệnh này của cấp trên. Remedios bất ngờ lập luận một cách vô cùng thuyết phục. Họ cần một phụ nữ có thể tin tưởng được, có khả năng chiến đấu. Thuộc hội Paladin của họ là tốt nhất, nhưng không thể dùng các nữ tu vì thần điện 100% sẽ phản đối. Trừ Remedios ra, bởi chỗ của cô ấy là tiền tuyến, đại diện cho sức mạnh của Thánh Quốc. Vậy thì chỉ còn lại Nea, nữ cận vệ đành phải chấp nhận nhiệm vụ này. Ngoài ra, Remedios yêu cầu Nea phải khiến cho vua pháp thuật dễ lợi dụng hơn, nên là phải cố nịnh bợ và giữ tâm trạng của ông ta thật tốt. Vai diễn của Nea giờ còn khó hơn cả vai diễn của Tom Cruise trong nhiệm vụ bất khả thi. Liệu Nea có hoàn thành nhiệm vụ tẩy não vua pháp thuật thành công để cứu rỗi đất nước mình, hay cô sẽ hát bài xin là xin vĩnh biệt cụ do kế hoạch đổ vỡ? Kịch bản nào đang chờ đón chúng ta tiếp theo series Overlord này? Anh em đón chờ phần sau nhé. Còn phần này đến đây là hết rồi. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ HD Tổng bọn tôi có thêm động lực làm hết công suất mà những video hay ho cho các anh em xem nhé. Bây giờ tạm biệt anh em. Anh em đã biết tin gì chưa? Ngoài 2D Tập Shop chuyên bán những đồ liên quan đến 2D như poster, móc khóa, tượng, standee mới được mở ra,
thì nay hai liên tục team tiếp tục mở rộng ra thêm một kênh nữa. Chuyên phân tích chap mới giả thuyết các bộ action shonen với tên YouTube là bộ lạc OP. Anh em nào fan shonen thì ngại gì không tạt qua cho Sim một sub ủng hộ và hóng những video mới nào. Link kênh tôi có để dưới comment và mô tả nhé. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt thành của anh em để hai liên tục team ngày càng phát triển và mang đến cho anh em những sản phẩm video chất lượng và giá trị, để những giờ phút giải trí của anh em luôn có trải nghiệm tốt nhất, vui vẻ nhất, thú vị nhất. Hãy đi tập nhiệt tình, uy tín, chất lượng, hân hạnh phục vụ anh em.